anh Tấn sẽ di dời xe để chỗ khác. Này cho anh Tấn lên xuống xe hình như chắc mỗi ngày luôn á. Quá hay Tấn ơi. Ủa giờ anh Tấn đi luôn hay là chờ bên kia? Chào mày nha.
Video của Minh Ân đến đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Nếu cảm thấy hay nhờ các bạn đăng ký kênh nha, để Minh Ân có động lực làm video tiếp theo nha các bạn. Nhớ bấm vào cái chuông đó các bạn, để không lỡ những video mới nhất của Minh Ân nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn video sau nhé.